La 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 la
mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở về làng Hero Team để quay video cho các bạn xem rồi đây. À thì bạn thấy xung quanh mình nè, có rất là nhiều người luôn. Ủa tính ra hình sáng đây mình hẹn mọi người vào trong đây chơi game mà sao mọi người đi đâu hết ta? Ủa tính ra mình mới vừa nói là xung quanh mình có rất nhiều người á, xong thì giờ không thấy ai hết ta? À để xem coi, cá mui ơi, cá mui, cá mui. Ủa cá mui đâu ta? Hồi sáng nay rõ ràng mình hẹn cá mui vào quay video mà ta. Ủa cá mui đi đâu hả nhờ? Ồ cá mui không có nhà hả bạn ơi, kỳ lão vậy. Ồ thôi kệ, lấy luôn cái nút bạc của cá mui trốn luôn. Trời ơi cá mui này thiệt luôn á. Ồ hẹn sáng giờ kêu qua quay video mà không thấy đâu, để mình qua bên nhà của gọi là Timmy coi có Timmy không. Ủa gì vậy, sao mình đi nghe nhà ông dịch cái mình nghe tiếng ai khóc với bạn ơi. Ui có khi nào nhà dịch có ma không ta? Ui ồ à khoan, hình như mình thấy cái tên của ai nè, để mình vô coi thử coi. Ủa gì vậy? Ủa sao anh nằm trong toilet, anh quằn quại, anh khóc lóc, anh chà mặt xuống toilet gì vậy? Trời ơi, còn gì nữa đâu mà thương giới nhớ. Mọi người đi chơi hết cả rồi, còn mình thua cô đơn nơi đây nè. Ủa sao dịch lại khóc lóc vậy dịch? Trời ơi, ra ngoài đây anh, dịch ơi, đứng dậy, dịch ơi. Trời, làm gì mà khóc lóc quại anh, đi ra ngoài đây em nói chuyện xíu nè, ra đây. Tôi không ra, đừng phiền tôi nữa. Ủa không còn cái gì để mất nữa, tôi không ra đâu. Ủa sao vậy? Trong toilet này 2 ngày 2 đêm. Cái gì? Trời ơi mấy bạn ơi, ông dịch ông trốn trong toilet 2 ngày luôn rồi. Ủa mà tự nhiên vô trong toilet trốn chi trời. Ủa trong toilet thơm lắm ha anh, xanh vô đó anh trốn hoài vậy? Ra đây. Tôi quá cô đơn. Vì tôi quá cô đơn nên tôi đã quyết định ở trong toilet 2 ngày 2 đêm. Tôi chỉ biết ăn xong rồi lại đi ỉa. Ỉa xong rồi lại ăn. À ỉa xong rồi lại ra ngoài lấy đồ ăn cho ăn. Cái gì? Tự nhiên ăn xong ỉ xong ăn gì ghê vậy? Ủa nhưng mà thôi trời ơi trong đây hôi quá. Anh ra ngoài đây anh nói chuyện với em xíu đi. Anh ra đây, ra đây. Ủa dịch, em hỏi anh nè, anh làm gì mà anh trốn toilet, anh khóc lóc các kiểu gì ghê quá vậy? Có chuyện gì vậy? Trời ơi, cuộc đời còn gì nữa đâu mà thương vậy nữa. Em nhìn nè, em nhìn cái làng này, em nhìn cái làng của em đi, em nhìn nè, em mở cái làng sao? Thấy không? Nó im re, không có một tiếng bóng người nào hết, anh biết là thành cái nghĩa trang luôn á. Ờ thì đúng rồi, bây giờ là mùa hè cho nên là mọi người đi chơi chung với nhau hết rồi. Hồi nãy em cũng có qua nhà bà ca mui nè, không thấy ai ở nhà luôn, chắc là ca mui đi chơi chung với siro rồi các bạn ơi. Hả? Ủa mà có chuyện gì? Chúng nó đi chơi, chúng nó vi vu bên nhau, chúng nó ngồi với nhau ở trên những chiếc máy bay hạng sang bay sang Dubai để ăn những con tôm hùm béo ngậy. Mà nó quên đi người anh già đang cô đơn lạc lẽo nơi đây trong toilet nè. Trời ơi, vậy thôi mà cũng buồn. À mình hiểu rồi bạn ơi, thì ra là anh dịch không được đi chơi cho nên anh dịch buồn các bạn ạ. Dạ là trời, hỏi mình vô mình an ủi dịch coi, đừng cười dịch chửi mình chết á. Vậy đây, em nói anh nghe nè, có gì đâu mà anh phải buồn. Em cũng y hệt anh thôi, em cũng phải ở nhà nè, em có được đi đâu chơi đâu, có gì đâu anh phải buồn. Ê trời ơi, nhưng mà anh bị bỏ lại nhà em tức không chịu nổi Phong ơi. Trời ơi, bị một cái trời lý ơi mấy bạn ơi, anh dịch suốt ngày cứ gọi là tự ti buồn bã không à. Mình đã nói rằng là mình sẽ ở bên dịch suốt cuộc đời, mình sẽ gọi là không bao giờ bỏ rơi dịch, vậy mà dịch còn gọi là còn buồn nữa. Rốt cuộc là anh buồn vì lý do gì? Buồn vì lý do thứ hai là không có xe thì ta không cho đi cùng. Ôi trời ơi là trời, hóa ra là dịch không có xe cho nên là dịch không đi du lịch được, cho nên dịch buồn. Ai có vậy thôi mà cũng buồn. Thôi rồi anh đi đâu ngoài đây, ra đây em nói chuyện xíu, ra đây. Ra dịch. Có vậy thôi mà cũng buồn, cái chẳng lẽ không lẽ là muốn sao thì mới buồn trời. Nè em nói anh nghe nè, anh đừng buồn nữa, anh yên tâm đi, em có cách để giúp anh mà, yên tâm. Em không giúp anh dịch bằng tiền được, nhưng em có một cách để giúp anh dịch có thể đi du lịch cùng mọi người được. Đó chính là em sẽ biến cái ngôi nhà của anh trở thành một chiếc tên lửa để anh có thể đi du lịch. Nghe ghê không? Cái gì? Nhà này thành tên lửa. Đúng rồi, em sẽ biến ngôi nhà anh trở thành cái tên lửa. Ủa em có vấn đề về mặt nhận thức à? Sao? Cái nhà là cái nhà mà tên lửa là cái tên lửa, hai cái em sao vào nhau được? Ơi được nha anh, Mini World mới vừa update một cái gọi là một cái gọi là công cụ rất là hay, có thể biến tất cả mọi thứ trở thành tên lửa luôn á, anh thấy ghê không? Ôi thế thì mất công kiếm cái nhà làm chi cho mình, đó là anh chụp mông nè, cắm vô đít anh hai cái tên lửa. Cắm vô đít anh, cắm cái tên lửa vô đít anh, cái đốt lên cái anh bay lên trời, xong anh biến mất mãi mãi luôn, anh không bao giờ xuất hiện nữa. Ôi rồi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ giúp cho anh dịch gọi là biến cái nhà của anh dịch trở thành một cái tên lửa để anh dịch có thể đi du lịch cùng mọi người nha. Ok mọi người bắt đầu thế nào, let's go. 1 hour later.
Đầu tiên là anh phải gọi là dọn hết cái khu này ra cho em. Để em đập phụ anh nha. Bây giờ bọn mình sẽ dọn hết cái đồ này ra nha. Mình sẽ đập cái chuồng gà ra nè. Hả? Bây giờ muốn biến cái nhà anh thành cái tên lửa thì phải đập cái chuồng gà ra chứ. Chứ không thôi là giờ em với anh gọi là cứ để cái chuồng gà ở đây, tí nữa cái chuồng gà nó biến thành tên lửa luôn sao? Anh và anh muốn sống trong nhà hay là anh muốn sống trong trong chuồng gà? Hả? Thôi rồi đổi cái chuồng gà đi, tên lửa thì cũng đáng để đổi. Trời ok, ơi. Rồi đập đây đi. Bây giờ là mình sẽ cùng với anh Dịch gọi là dọn sạch cái khu này nha bạn. Ok, một nút nhạc bắt đầu. Tinh. Rồi ok, dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nhà Dịch này nè. Bây giờ á, tiếp theo nữa chúng ta sẽ vào trong phần công cụ nè. Chúng ta sẽ lấy cho chúng ta một cái xưởng chế tạo máy móc, lấy thêm tên lửa nè, lấy thêm ghế ngồi nè, đó, với lại lấy thêm một cái nữa chính là bình xăng. Ok, lấy bình xăng đó nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái máy chế tạo vào đây. Ok, rồi bây giờ nhà Dịch đã được bỏ vào trong cái máy chế tạo rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lắp tên lửa vô trong nhà cho anh Dịch nha bạn. Lắp tên lửa vô để cho cái nhà có thể bay được nha. Ok ok, Dịch phụ em Dịch. Giờ em sẽ lắp đằng sau nhà này đi. Lắp nha chỗ này mấy cái tên lửa đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhập tên cho nó là tên lửa Mr. Vịt nha bạn. Mình sẽ đặt tên là tên lửa Mr. Vịt, sau đó mình sẽ chế tạo ra. Đây, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Chúng ta đã có đến tận hai ngôi nhà của Mr. Vịt luôn. Một ngôi nhà bên đây, một ngôi nhà bên đây, đó. Và ngôi nhà bên đây chính là ngôi nhà tên lửa nha anh em. Đó, trong đây nè bạn thấy không? Vẫn có gọi là bên trong nhà vẫn có giường ngủ, vẫn có bếp ga, vẫn có tủ lạnh đàng hoàng nha. Có luôn cả bộ PC của Vịt luôn nè, nhưng mà nó đã trở thành cái tên lửa rồi. Bây giờ mình sẽ thử bay nha các bạn. Đó. Mấy bạn nhìn nè. Mình đang ngồi trên cái tên lửa phiên bản gọi là ngôi nhà của Mr. Dịch nè bạn. Giờ mình sẽ cho nó bay thử nha. Bay lên. Các bạn thấy không? Nó đang bay lên nè các bạn ơi. Wow, nó đang bay lên nè, đang bay lên nè. Xịn vãi. Ok, giờ được rồi đó, giờ được rồi đó, thành công rồi đó. Dịch ơi. Dịch. Ủa Dịch đâu rồi? Dịch đây. Trời, trời ơi là trời. Dịch. Ôi, cái gì? Anh nghĩ sao vậy? Em ở ngoài, em xây cho anh sắp mặt luôn mà giờ anh trong nhà anh nằm ngủ hả? Ôi, tại từ nãy đang làm thấy có cái tiếng gì ù ù như kiểu tiếng động cơ cái gì ù. Nè, ở ngoài đây nè, em chế tạo cho anh xong cái tên lửa nè, anh ra anh xem đi. Ủa thằng nào phách nhà vậy? Phách cái gì? Cái này là cái tên lửa chứ phải cái nhà anh đâu. Anh nhìn đi, cái này là cái tên lửa đó. Thấy đẹp không? Cái này sao? Nè, anh nhìn thấy không? Bên trong nhà vẫn có bếp ga, vẫn có tủ lạnh, vẫn có mọi thứ luôn cho anh gọi là tha hồ gọi là đem ngôi nhà anh đi đâu cũng được hết. Rồi giờ anh thử anh leo ngôi nhà anh lái thử đi, em đứng dưới em coi. Leo đi. Ok, lên nè. Đây nè. Rồi giờ anh thử anh bay lên coi được không? Bay ơi. Các bạn ơi, bạn nhìn nè. Nhà anh Dịch đang bay lên trời các bạn ơi. Ui, đó, bây giờ Dịch cứ như thế này mà Dịch bay lên tới gọi là khu du lịch thôi là được rồi. Hiểu không? Nhưng mà trong này lắp hết xăng chưa đấy? Không anh bay giữa trường anh dụng anh chết luôn à? Anh yên tâm đi, một tí nữa em sẽ lắp full xăng, full gọi là full xăng cho anh luôn để anh bay lên tới tận Hawaii, bay đến tận Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước Đức gì anh muốn đi đâu cũng được hết. Chỉ cần gọi là bay bằng ngôi nhà này. Rồi tạm biệt Dịch nha, anh đi cẩn thận nha anh. Ok, bye bye anh nha. Ok, yeah, yeah. Ôi. Ôi. Rồi bắn luôn, bắn bẫy luôn. Bẫy luôn ngôi nhà của Dịch luôn. Trời ơi bạn ơi. Các bạn nhìn nè, nhà của Dịch. Các bạn nhìn Dịch nè. Đời không? Dịch cắm đầu xuống đất luôn. Dịch cắm đầu xuống đất luôn bạn ơi. Mày nhìn tao này vừa vui không? Mày hại dạ cho phao mày làm gì vậy? Em cho anh chứ làm gì? Đập luôn cái ghế luôn. Rồi xong, Dịch biến mất luôn. Mày chết rồi. Trời. Mày làm pha xong. Mày chôn mày. Trời ơi bạn ơi. Cái mày đều. Mày gửi sao mày đều bắn cái vỡ tao. Mày chết mày đứng lại. Trời ơi bạn ơi, mình nói thiệt nha. Mình chưa từng thấy ai nướp cho anh Dịch luôn á. Mình giả bộ cho anh ảnh xíu thôi mà anh cũng tin nữa trời. Cái ngôi nhà to đùng như vậy làm sao mà có thể bay tới nổi Pháp, Đức, Hawaii được. Trời. Phải là cái tên lửa nhỏ xíu thì còn bay được chứ cái nhà của ổng to đùng vậy làm sao mà bay. Mình chỉ cho anh ổng xíu thôi mà ổng cũng không biết. Mình lấy tên lửa mình bắn một cái xong bởi luôn cái nhà ổng luôn. Ok rồi mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy thích video hôm nay không nào? Và mấy bạn có muốn mình cho anh Vịt ở những cái video sau không thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ mình thấy video hôm nay vui vãi nồi luôn bạn ơi, bắn trọng rơi xuống như y như cái trái mít luôn. Ok và bây giờ mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và các bạn cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.